Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh Lê Cần News. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. Thông tin mới vụ sạt lở bờ kè khiến ba mẹ con tử vong. 54 người thương vong do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ. VinFast VF7 xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Tác động vật lý với vợ, cán bộ thuế bị phạt 15 triệu đồng. Hơn 1.600 nhà dân hư hại do mưa lớn. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đêm 28 và ngày 29 tháng 4, hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc như Văn Chẩn, Yên Bái 130mm, Thọ Sơn, Phú Thọ 85mm, Đàm Thủy, Cao Bằng 80mm, Phố Lu, Lào Cai 75mm. Trong số nhà bị tốc mái, nhiều nhất là Thái Nguyên gần 600, Yên Bái, Phú Thọ mỗi tỉnh khoảng 250, Tuyên Quang gần 200, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, mỗi tỉnh khoảng 120 nhà. Tại Lào Cai, mưa lớn đêm qua khiến thị xã du lịch Sapa ngập cục bộ. Hơn 2.500 hecta lúa hoa màu bị thiệt hại, trong đó Phú Thọ hơn 1.300 hecta, Yên Bái 560 hecta, Tuyên Quang hơn 450 hecta. Ngoài ra, 11 trường học bị ảnh hưởng. Phú Thọ là 7, Điện Biên, Tuyên Quang mỗi nơi một trường, Thái Nguyên 2 trường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Miền Bắc lập hạ từ ngày 6 tháng 5, dự báo tháng tới nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino. Giấu ma túy trong quần lót nhưng gã đàn ông vẫn bị công an phường bắt giữ. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Thương, sinh năm 1980 ở Nghệ An, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Về diễn biến vụ việc, vào trung tuần tháng 4, tổ công tác của Công an phường Đồi Cấn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Ngọc Hà đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Thương có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, tang vật là các túi ni lông được giấu trong quần lót của đối tượng. Kết quả giám định số tang vật thu được là một túi ni lông chứa một số lượng lớn ma túy các loại. Ở một diễn biến khác, Công an các quận Đống Đa, huyện Ứng Hòa cũng vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy. Cụ thể, Công an quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng, sinh năm 1969, ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thắng bị Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa phát hiện bắt giữ vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại số 149 Nguyễn Lương Bằng trước đó. Cũng theo Công an huyện Ứng Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hải, sinh năm 1969, ở Hà Nam, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Thông tin mới vụ sạt lở bờ kè khiến ba mẹ con tử vong. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng 30 tháng 4 tại khu vực tổ 4 phường Duyệt Trung. Qua xác minh, gia đình bà Trương Thị Hoa, sinh năm 1958, chủ hộ, có 5 người sống trong căn nhà phía dưới chân kè. Sáng sớm cùng ngày, bờ kè bất ngờ đổ ập xuống, khiến cho hàng chục mét khối đất đá tràn vào nhà bà Hoa. Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và hai cháu nhỏ đều ngủ trong nhà. Vụ việc quá bất ngờ khiến chị Trương Thị Nga, sinh năm 1994, cùng hai con nhỏ là các cháu Dương Yến Nhi, sinh năm 2018, Dương Anh Đức, sinh năm 2019, bị đất đá đè trúng, gây tử vong. Con trai bà Hoa là anh Dương Trung Hiếu, sinh năm 1992, ngủ giường phía ngoài nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bà Hoa bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, bờ kè này mới được xây lên, sau đó đổ đất vào, tạo mặt bằng. Công trình hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc thương tâm. Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng dân quân, phối hợp với người dân và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đưa các thi thể ra ngoài và đưa người bị thương đi bệnh viện kịp thời. Hiện Công an thành phố Cao Bằng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
54 người thương vong do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 8 người. Trong đó đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 9 người, bị thương 8 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tại Thường Tín, Hà Nội, làm chết 1 người. Như vậy, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 28 người. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20.883.000.000 đồng, tạm giữ 159 xe ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tước 2.180 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.430 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1.791 trường hợp. VinFast VF7 xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Không lâu sau khi bàn giao những chiếc VinFast VF5 đầu tiên ra thị trường Việt Nam, hãng xe Việt Nam tiếp tục để lộ hình ảnh xe vận chuyển chiếc VinFast VF7 ngay trên đường phố Hà Nội. Dù vậy, chưa rõ đây có phải là phiên bản sản xuất hoàn thiện hay chưa. VinFast VF7 nếu được trình làng thị trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ nằm trong phân khúc SUV điện hạng C, hiện chưa có đối thủ tại Việt Nam. Nếu xét qua động cơ xăng, VinFast VF7 có cùng kích thước với Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V. Xe có thiết kế phá cách, khác biệt so với các mẫu xe còn lại của hãng xe Việt, thể hiện đây là quân bài quan trọng của VinFast trong thời gian tới. Xe được thiết kế bởi Jae-hoon Lee, người gốc Hàn Quốc, từng đảm nhiệm vị trí thiết kế ngoại thất cấp cao cho General Motors, làm việc tại chi nhánh Úc. Nội thất VinFast VF7 vẫn được thiết kế theo phong cách tối giản như mẫu xe anh em VinFast VF8 và VinFast VF9 đã trình làng trước đó. Đi kèm là nhiều trang bị cao cấp như cửa sổ trời panorama, HUD hiển thị kính lái, ghế bọc da hai màu. Hãng xe Việt Nam hiện vẫn chưa mở cổng đặt cọc xe VinFast VF7, do đó thời điểm giao xe chưa xác định được chính xác. Tác động vật lý với vợ, cán bộ thuế bị phạt 15 triệu đồng. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính ông Trần Văn Tâm, 44 tuổi, trú Nghệ An, 15 triệu đồng về hành vi sử dụng các công cụ phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình. Cụ thể, trong quá trình cãi nhau, người đàn ông này cầm bình ắc quy tự chế có nối với đèn chiếu sáng vung trúng người vợ. Hành vi của ông Tâm không đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự, nên Công an huyện Thanh Chương đã báo cáo vụ việc gửi Công an tỉnh Nghệ An. Cơ quan Công an sau đó có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh này đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính. Bình thường, vợ chồng ông Tâm chung sống hòa thuận, không có điều tiếng gì. Sau khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng đã làm hòa. Nguồn tin từ chính quyền địa phương cho hay. Căn cứ Nghị định 144 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt ông T với mức tiền nói trên. Ngoài xử phạt hành chính 15 triệu đồng, ông T không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc khắc phục hậu quả. Được biết, ông Tâm hiện đang công tác tại một chi cục thuế cấp huyện. Người dân thành phố Hồ Chí Minh xuống phố chơi lễ 30 tháng 4, tá hỏa với cảnh xếp hàng ở sở thú. Từ sáng đến trưa 30 tháng 4, lượng người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đông nghịch. Khu vực cổng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khách nối nhau xếp hàng dài, vây kín khu vực bán vé. Do lượng khách đổ về rất đông nên khu vực bán vé Linh Động mở thêm một quầy mới nhưng vẫn không phục vụ sể. Chị Huỳnh Ngọc Như, ngụ quận Bình Tân cho biết, vừa đến cổng Thảo Cầm Viên đã tá hỏa vì khách đông đen. Tôi nghĩ tới tình hình này phải xếp hàng chờ nửa tiếng mới tới lượt mua vé, chị Như nói. Trong khi lượng khách ở khu vực bán vé chưa vơi được bao nhiêu thì lượng khách mới tiếp tục đổ về. Bãi xe máy của sở thú hết chỗ, đơn vị này linh động bố trí bãi xe ở khu vực Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh cho du khách. Ghi nhận cho thấy khách đông đến nỗi phải có lực lượng điều tiết để mở lối đi cho xe máy vào bãi đổ. So với ngày đầu tiên nghỉ lễ, sáng cùng ngày, lượng khách đổ về Thảo Cầm Viên đông hơn gấp nhiều lần. Đúng như dự đoán của các điểm du lịch, lượng khách sẽ bắt đầu đông vào ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến hết lễ.
Không chỉ Thảo Cầm Viên mà khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Bưu điện thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng đông nghịch người. Khách chủ yếu là gia đình, các nhóm bạn trẻ và đoàn khách du lịch trong ngoài nước. Cổ đông lo sầu riêng mất giá, Bầu Đức bán 20.000 đồng một ký vẫn có lời. Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán HAG, mới đây cổ đông đã chất vấn ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai, về việc liệu 1.000 hecta sầu riêng sắp tới có gì lo ngại hay không. Bầu Đức cho biết trên thực tế Trung Quốc trồng sầu riêng không được vì khí hậu rất lạnh. Còn tại Việt Nam, khu vực từ đèo Hải Vân trở ra là không trồng được loại này, chỉ có ở miền Tây, Tây Nguyên, Trung Bộ mới trồng được. Chưa kể nếu Trung Quốc trồng được thì cũng đi sâu. Sầu riêng là loại cây lâu năm, thời gian trung bình từ lúc bắt đầu trồng đến khi cho trái là từ 4 đến 5 năm. Hoàng Anh Gia Lai trồng từ năm 2018, đã đi trước 5 năm và dự kiến năm 2024 mới chính thức thu hoạch. Hoàng Anh Gia Lai do đó khẳng định không ngại gì cả, vì sầu riêng còn là hàng cấp đông được. Doanh nghiệp có thể vừa xuất tươi đi Trung Quốc, vừa bảo quản 6 tháng đến 1 năm để xuất đi châu Âu, Mỹ. Quan trọng nhất của sầu riêng là giá vốn. Bầu Đức cho biết giá vốn của người nông dân chưa đến 10.000 đồng một ký, thậm chí giá với số lượng lớn chỉ 5.000 đồng một ký. Do vậy, nông dân than giá sầu riêng rớt quá, lỗ, nhưng thực ra bán giá 50.000 đồng một ký là đã có lãi rồi. Sầu riêng bán giá nào cũng được, giá 20.000 đồng một ký cũng được, nhưng Việt Nam chưa bao giờ có giá này, ông nói. Tính đến nay, công ty Bầu Đức đang trồng khoảng 1.000 hecta sầu riêng, gồm 200 hecta tại Việt Nam và gần 800 hecta ở Lào, với hai giống chủ lực là sầu riêng Monthong, Thái Lan và Musaking của Malaysia. Khai mạc Festival Dù Lượn bay trên mùa nước đổ. Ngày 30 tháng 4, tại xã Cao Phạ, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tổ chức khai mạc Festival Dù Lượn bay trên mùa nước đổ năm 2023. Điểm bay Dù Lượn Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới. Với việc được trải nghiệm bay bằng dù lượn, du khách được ngắm vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang khi lúa chín vàng, cùng với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Mù Cang Chải. Festival Dù Lượn Cao Phạ trở thành thương hiệu riêng hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với vùng cao Mù Cang Chải. Năm nay, Festival thu hút 30 phi công tham gia. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 5 huyện Mù Cang Chải tổ chức Festival Dù Lượn bay trên mùa nước đổ và đã trở thành hoạt động thường niên, sản phẩm du lịch hấp dẫn của huyện Mù Cang Chải. Đây là một trong nhiều sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu, khám phá, trải nghiệm giá trị di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2020. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo du khách đã được chiêm ngưỡng màn bay, biểu diễn dù bay và bay đôi cùng với phi công. Hoạt động du lịch năm nay nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm đặc sắc và những nét văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Mông ở Mù Cang Chải đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!